Sửa chữa đồ điện dung ngân, xin chào các bạn nhé. Mình vừa sửa xong bộ xô gách 925 mã micro không dây này. Bộ này thì bị lỗi gì, cả hai bên tay đều không bắt sóng, đều mất hoàn toàn sóng các bạn ạ. Không bắt được tí sóng nào, sóng RF nhé, tức là cái cột ARF trên này không bắt được sóng. Mà bệnh của nó thì không có gì nào cũng phức tạp. Mình thay duy nhất một con linh kiện là nó lại trở lại hoạt động bình thường. Và bây giờ chúng ta đã thành công như này. Và đây mình test thử âm thanh cho bạn xem. Alo 567. Alo 567. Tiếng bộ này thì rất là hay. Mình có hỗ trợ khách kiểm tra âm thanh, thì mình kiểm tra bằng máy hiện sóng và mình kiểm tra luôn sung. Và bên này sóng nó kém, khách không đề cập nhưng mà sóng kém. Mình đã dùng máy hiện sóng, mình đã kiểm tra, mình sửa cái mà điều chỉnh cái sóng bên này cho nó mạnh nhất có thể. Và ok, và bây giờ là mình đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn muốn xem chi tiết video sửa chữa chiếc USO G9 25 mã này, các bạn lên kênh sửa chữa đồ điện dụng ngân, kênh USO G9 25 mã, cả hai vế không bắt sóng các bạn nhé. Rồi, nếu mà các bạn nào mà đang xem video thì các bạn xem tiếp video ngay sau đây nhé. Video sửa chữa ngay sau đây. Cảm ơn các bạn. Sửa chữa đồ điện dụng ngân, xin chào các bạn nhé. Chúng ta tiếp tục đi sửa một thùng hàng này. Khả năng là nó lại là một bộ micro các bạn ạ. Mình cầm thì nó nhẹ nhẹ lắm. Nào, mình đi bóc hàng nhé. Mình sẽ tua nhanh cái đoạn bóc hàng này để đỡ mất thời gian của video các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn phải quay. Ok, mình tua nhanh nhé. Nào các bạn ơi, chúng ta có gì nè, một bộ xua UX9 25 mã, khách có ghi ở đây, tình trạng máy hỏng, cả hai tai mic không bắt sóng, nhờ anh Dũng Ngân sửa dùng. Nào, sóng sánh, nào mình vào điện nhé, 12V, đúng giao diện của UX9 25 mã. Nào, mình ấn lên này. 149, kênh 149 này. Trên tay là kênh 149 này. Ok, mình thử xét sang kênh khác xem nào. Kênh 199. Mình rất thích kênh 1, cao nhất là kênh 199 IRN. Mất sóng các bạn nhé. Khả năng cao là nếu như con mình nghĩ này, nó là đây lên 199 ở đây nhưng mà không lên sóng RF. Khả năng cao là cái nguồn 5V, nguồn 8V của mạch là bị hỏng. Có một phép là cấp nguồn cho con 8V và sau con 8V đấy cấp ổn áp 5V, cấp cho ổn áp 5V để tạo sóng, và từ con 5V đấy lại ổn áp xuống 3V 3 để cấp cho E03SL, còn đấy là chết nhá. Rồi, vậy là hai bên cũng không bắt sóng. Rồi, mình tháo đầu thu chúng ta kiểm tra nhé. Khả năng chỉ có đầu thu được, bởi vì đối với cái tay UX9 mà vì đỏ tụ vàng ở đây thì rất là ok. Ô, con này, ôi ôi, chân pin hỏng này. Thôi, mình hỗ trợ, mình thay cho bạn chân pin. Cái tay này không phải là tay lơ mơ, lại tay hàng nhái thì toi. Mình nhìn cái đằng sau này không có con tụ vàng ở chỗ này. Các bạn mua vào tay mà hở cái bên này ra nó có một con tụ vàng nhá, thì còn đấy là tay mic ok các bạn ạ. Còn không biết cái thiết kế của tay này thế nào, lát chúng ta sẽ tháo ra. Nếu mà đúng là hàng nhái của Suo UX9 thì chúng ta sẽ có một sự trải nghiệm của hàng nhái. Ok, bây giờ mình đi mình tháo đầu thu nhá. Rồi các bạn ơi, nào đây mình tháo giao diện máy ra rồi. Mình cắm điện đầu tiên là mình đo thử xem cái dự đoán của mình có chính xác không nhá. Tức là khi mà con MOSFET đây này, ở đây nó có một con MOSFET bật bật nguồn cho toàn bộ khối này, thì đây hai con ổn áp 5V này, đấy là mình dự tính là thế, nó không được cấp nguồn là nó không hoạt động sóng nhá. Nào chúng ta thử đo xem nào. Đầu tiên mình lao thẳng vào con công tắc chuyển mạch này luôn này, bởi vì cái nguồn này với cả nguồn trong này nó chung nhau này. Rồi, vậy là có nguồn rồi. Đây có nguồn không? Đấy, vậy là nguồn này riêng à? Nguồn này riêng à? Đấy các bạn này, đó con này mất nguồn nhá, bên này cũng mất nguồn nhá, đó
Vậy là con thoát truyền mạch nào, con nguồn nào đây? Nào mình xem nào, một trong hai con này. Con này có điện này. Đầu vào này. Đầu ra không có điện này. Chân này này. Không có điện này, con này đang không được cấp này, con này đang hỏng này. À, rồi một con, vậy là con nào đóng cho khối ở giữa này. Ví dụ một bộ xua loại IC đứng thì nó ở đây nó có hai con. Một con bật cho khối này, à đây, trong này đây, trong này, trong. Nó sâu ở trong chiếc áp này. Đây, con này là con bật trong này. Con bật ngoài này chuyên môn hỏng các bạn ạ. Và con này với cả con này, hai con, một con ba chân này đóng điện cho con này. Và để khả năng cao là con này mất nguồn nhé. À, chân đến 9V có rồi, nhưng mà chúng ta sẽ đo lệnh mở của nó thế nào nhé. Lệnh mở của con Chanito này. Đây mình đo ba chân Chanito là nó ra này. Các bạn có nhìn được không nhỉ? Mình chỉ quan ngại mỗi cái máy quay mình, bởi vì đây, đây nhá, chân mình đo chân E Chanito này. Chân E. À, chân B. Chân B đã có lệnh mở nhá. Thì chân C nó phải mất nguồn đi này. Đó nó mất nguồn rồi, nhưng mà phép chân chân G của mua phép này, ok này, thì chân C, E phải đóng về chân C này, chân E này, này. Chân S này có rồi, chân D không có nhá. Nào, bây giờ mình thử xem nó bị chập nguồn không, chập tải không, chập 100% xem chập không, vậy không chập, à 131 thì ok các bạn ạ, mạch này nó 131 đấy, vậy 131 ohm, của nó là 131 đấy. Nào mình lấy một cái vỉ xua ra mình đo cho các bạn xem coi 131 nhá. Đây các bạn ơi, vỉ này gần như là giống này, cũng hai con sát trên này, mình chúng ta thử đo xem nào. Vỉ này thì nó vẫn ok, khả năng mình sẽ nhổ con này, mình nhấc sang đấy luôn. Nào mình thử đo chân mát với cả chân D này. Các bạn thấy không? Cái này còn có 104 thôi, nó lại còn thấp hơn. Ôi vừa ngoài quay rồi. Cái này có 104 thôi, nó còn thấp hơn cả cái lỗi trở của bên này. Bên này con này hỏng nhá, bây giờ mình sẽ nhảy con này, nhấc con này sang đây là xong bệnh nhá. Ok các bạn, rồi đây các bạn ơi, mình nhấc em này ra này và em kia nhấc ra đây. Rồi mình thay vào một phát lên luôn, có nghĩa là con này là con MOSFET, khi chúng ta bật nguồn thì nó tạo xung, nó đưa lệnh về chân đưa điện vào chân dương, chân B của con Chanito này. Mà con Chanito là con Chanito ngược thì lúc đó xe đóng đất và con MOSFET là MOSFET kênh P. Kênh P nhá. Mà khi MOSFET kênh P này, chân S của nó được cấp nguồn thì chân khi chân G của nó tụt thấp thì nó sẽ đóng điện ra chân D đó. Và bây giờ mình sẽ lắp nó vào. Đương nhiên ở chỗ này là chúng ta không thể dùng khó được rồi, bởi vì cái nhựa này nó sẽ hỏng. Chính vì thế là mình sẽ dùng màu hàn sung thôi. Bởi vì cái chân D của nó là bằng rất là tốt ở chỗ này này, là chúng ta có thể là đặt cái màu hàn vào đây, hàn trước cái chân ở giữa trước, còn hai chân bên chúng ta sẽ chấm sau. Không cần phải phải khó khiếc làm gì cho nên nó ngụ hại, nó hỏng hết cái nhựa của máy ra. Đôi khi chúng ta phải lưu ý các cái điểm đó. Sắp đến giờ ăn rồi, đói rồi, tay nó hơi run. Đó, mình sẽ châm cái này vào. Nó nóng lên là nó dính cái cọc giữa này lại đã. Cái cọc giữa này nát, mình sẽ cho nó cục thiếc to và coi như tạo ra một cái tản nhiệt tốt các bạn nhé. Ok. Nào các bạn ơi, sau khi chúng ta lắp cái con linh kiện mới, chúng ta đo thử xem nó có chập không. Ba chân nó chập không? Đây đầu vào này, chân ra này, 100, 200, bây giờ lên tận 200 ohm. Nào, chân ngựa đây này. Và chúng ta đo ba chân xem có chạm nhau nhé. Đây là nguyên tắc bắt buộc, bắt gì bắt dịch. Chân này thì thông với cả 9V này. Đó, chân D này sẽ thông với cả chân này này. Đó, con chân G thì sẽ thông với chân C, con này qua một con trở này. Đó, đấy, đi qua con trở này. Rồi, vậy là không chạm nhau nhá. Giờ chúng ta phi điện vào, nó mở sóng lên luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cặp mát, mình đo luôn nguồn tại con ổ áp 5V này.
Đường bây giờ đường vắng không anh. Lên 9V rồi các bạn này. Đó, chân đê của nó ra điện 9V này. Đó, khi mình ấn off này. Đó, nó mất nguồn. Lúc này là chân G của con này không được đóng điện này. À, chân B của con chăn này không đóng điện khi chúng ta ấn power on. Nó mới đóng điện cho sóng nhé. Đó, 5V đóng cho sóng. Tức là ở đây nó có một cái ổn áp 5V vào chip. Và chip lúc đấy đóng điện cho sóng. Có nghĩa là làm sao khi chúng ta ấn bật thì nó phải bật nguồn trước, xong bắt đầu nó mới cấp điện cho sóng làm việc. À, tức là nó để quản lý cái công tác truyền mạch này để cho nó không, khi chúng ta bật nguồn là nó không ục ra loa. Đó, đây, chân D nó ra 9V này. Thì tương tự nó cấp vào trong này 9V và đây nó sẽ ổn áp ra 5V. Vậy là khả năng là sóng lên đủ rồi đấy. Nào mình quay máy quay xuống nhá. Nào mình bật tay này. Sóng đã full các bạn nhá. Nào bật tay bên này này. À, cái video sửa cái này thì mình cũng có quay xem nào, khoảng 2 bộ rồi. Trên kênh của mình đã có 2 bộ nó sửa hỏng cái này rồi, con này rồi. Con này mốt phép kênh P nhá các bạn nhá. À, để xem mã của nó nào. Mờ quá không nhìn được mã các bạn ạ. Nói chung con này các bạn cứ mua con cái loại dòng B mấy này, mã B1 thì sao các bạn ạ? Nó chỉ có B1 thôi, con này linh kiện SMD mà. B4 các bạn ạ, B4. Linh kiện SMD cho nên nó chỉ có mã đơn giản thế thôi. Nào bây giờ khi mà máy của khách gửi đến thì không chỉ đơn giản là chúng ta sửa cái bệnh mà của máy đang bị. À, chúng ta sẽ kiểm tra hỗ trợ cho khách này. À, phần âm thanh xem tụ tiếc này nó có con nào nó hỏng không. À, cái thứ hai nữa là trung tần này chúng ta chỉnh cho khách và kiểm tra sóng xem ví dụ là cái quận này có thể tăng sóng lên được thì tốt. Bởi vì cái này là khách không khi mà khách bị sóng bị mất hết rồi thì đương nhiên là sẽ hoàn toàn là không thể nào sóng yếu hay sóng khỏe được rồi các bạn nhé. Nào bây giờ mình lên tiếng xem nào. Alo thử là alo, AF ra rất tốt này. Alo, ôi AF ra tốt lắm các bạn ạ. Nào mình lên âm thanh nhá. Cảm ơn đi học cái. Nào lên âm thanh. Nào bật công tác ra, nếu mà ục một cái thì có nghĩa là tụ bị hỏng này. Rồi, êm thế. Alo. Alo, 567. Ôi tiếng hay lắm. Alo, 567. Con này khả năng mới này, năm 2018 các bạn này. Alo, alo, 567. Ô tiếng hay lắm, LM không ngoài chỉnh trung tần nữa. Alo, 567, 67, 8, 9, 10. Ôi tiếng hay lắm rồi các bạn ạ. Nào, nhưng mà mình sẽ cứ đo cái thông số kỹ thuật của mấy cái con tụ này, xem nó có đáp ứng không. Tiếng ok rồi nhá. Nào, máy này chỉ hỏng về không bắt được sóng thôi. À, mình đo thông số kỹ thuật của tất cả các con tụ này. À, mình nghiêng máy này cho nó đỡ hỏng máy, đỡ đèn nó chiếu vào đồng hồ và mình cũng dễ đo hơn. À, chân tụ này đo lửa nguồn đã 9V nhá, thì 4,5V rồi. Ui, tụ tốt lắm, 4,47 chấp nhận được. Ui, ổn các bạn ạ. Ở đây này. À, cái máy này thì con này bên này sử dụng 4,7mm này. Nhưng mà con máy loại mà 8 trơn, 9 trơn mà không có 25 mã thì con này là 22mm. Riêng anh Xu anh ấy đặc biệt như thế. 4,5 này. Rồi nọc mặt ảo tốt đấy các bạn ạ. Nào con ngoài này có bị không? 4,48 ok. Chốt tốt. 1,48 đẹp. 3,4, 3,39 được. Bây giờ tụ không vấn đề gì, không lốp lầm các bạn nhé. À, ở đây nếu mà con tụ là bị giò này, ở đây 4,5 này, 4,6 này, con này mà bị giò sang sẽ tăng quá 1,8. Ôi trời, chuẩn luôn. 0,9V, à con này 9V lọc nguồn đây, 1,8 nằm đây cơ. 0,9V dùng tantalum này rồi, ôi rồi thế thì còn gì nữa, còn gì phải suy nghĩ nữa. Rồi, vậy là máy này không phải thay tụ đâu. Rất là ok, 3,4 rồi, đẹp. Ok, con này đo giò nguồn đâu. Đấy, không bị giò nhé, bảo sao ấn nút truyền mạch công tắc của cái giác âm thanh không thấy vấn đề gì. Vậy là không vấn đề gì nữa các bạn ơi, tụ không phải thay.
Bởi vì mình thử cái tiếng chất âm của mình đã thấy nó ok lắm rồi. Nào bây giờ trung tần thì mình sẽ chỉnh theo kiểu mình không nghe nữa mà chỉnh theo bằng máy hiện sóng đây. Chúng ta đồng nào chúng ta cũng kiểm tra trung tần các bạn ý. Đây là hai đường ra của AF, người ta có sẵn điểm đo này. Và hai đường vào của AF là bên này lại không có điểm đo đường vào của RF. RF không có đường vào. Và mình sẽ đo tại đầu chân cuối cùng của chân IC này nhá. Xem nào, nó gọi là chân số 1 của IC các bạn ạ, chân số 1 của IC. Con này là con SP1140F. Chúng ta sẽ đo như thế nhá. Nào bây giờ mình đưa lên máy hiện sóng. Mình bảo AF bên phải là chỗ này này. RF bên phải là chân số 1 này. Tương tự thế thì AF bên này và RF bên này. Ok, mình lên máy hiện sóng nhá. Nào các bạn ơi, mình bật máy hiện sóng lên này. Nào bây giờ mình đo AF bên tay phải trước này. Nào chỉnh lại cho nó chuẩn này. Úi giời, xin đẹp này. 176 32,7 kHz các bạn thấy đẳng cấp chưa. Nào mình đo bên tay trái này, 173, một bên là 176. Úi giời, cần nhiều thế. Nào đo RF bên trái luôn này, 254. Úi giời, giờ ép led căng này. Máy này được đấy, đúng là máy vẫn còn mới. Nhưng mà phải nói công nhận là bạn này bạn giữ gìn, mình thấy máy móc vẫn còn sạch sẽ lắm. 227. À, mình đo bên phải này, 165, có vẻ bên phải hơi kém hơn mà cả hai bên cùng lắp anten nhá. Này, bên phải này 100, để mình bỏ tay ra. 108 và bên trái. Không hiểu sao mấy cái bộ xua này, con này nó chênh nhau có 40 mV. Nào mình sẽ ngoáy nhá. Ngoáy hai quận này, trung tần thì là đẹp rồi, mình không phải ngoáy nữa. Lên rất là cân nhau rồi, mình không cần ngoáy nữa. Và bây giờ là cuộn kênh này mình đang thấy nó lệch nhau này. Và bên trái này 227, mình đặt tô vít vào nó sẽ giảm đi này. Vẫn 229 này, mình thử vặn xem nó lên được. Lên được tí các bạn ơi. Đó, nhìn lên một tí. Đấy, đưa lên được 240. Rồi, nào mình chỉnh cái bên tay phải cho bạn ấy nhá. Cái này là thật sự các bạn gửi mic đến là mình sẽ hỗ trợ các này. Như lúc nãy có một bạn bảo là của em mic bị hỏng chân pin. Thì anh thay chân pin thì hết bao nhiêu? Thì em gửi đôi tay đến có được không? Bảo nếu mà em gửi cả bộ đến thì anh sẽ kiểm tra âm thanh, kiểm tra sóng, kiểm tra trung tần cho em tất cả luôn. Nếu mà em gửi cả bộ, còn nếu mà em gửi mỗi tay thì anh chỉ sửa cho đấy các bạn ấy, bạn nó lên này. Nếu mà bạn nghỉ gửi mỗi tay thì mình chỉ thay chân pin thôi. Còn các cái vọt 274, vọt cao hẳn lên này. 278, chỉnh thêm tí nữa xem nào. 273 lùi lại. 280, đấy các bạn thấy không? Chỉnh nó khác hoàn toàn ngay đúng không? 283 nhưng mà vẫn thua bên trái à. Ây giời, bên trái còn kém hơn. Bên này lên tận 283 các bạn thấy, chỉnh phát lên sóng lên vọt này. Rồi, vậy là ok rồi nhá. Có nghĩa là nếu mà các bạn gửi cả bộ đến như này này, nó có cái lợi là mình sẽ đấy, mình sẽ tháo ra mình kiểm tra cho các bạn như này, mình chỉnh sóng xiếc. Những cái động tác này thì nó là đơn giản cho nên là cái này mình hỗ trợ các bạn được. Còn ví dụ là tụ này nó hỏng chẳng hạn, thì bởi vì thay, nếu mà thay toàn bộ đống tụ này thì nó sẽ kinh phí nó rất là cao, cho nên là mình sẽ phải nói chuyện, lúc này nó liên quan đến âm thanh rồi. Thì khi mà mình kiểm tra âm thanh mình thấy là phải thay tụ thì mình sẽ gọi điện cho các bạn báo thay tụ. Còn nếu mà âm thanh tốt rồi chỉ việc chỉnh mấy cái cuộn trung tần, mấy cuộn sóng này thôi thì mình sẽ không tính phí, mà mình coi như mình bảo dưỡng máy và gọi là ví dụ như chiên áp này, mình cho dầu này, đúng không ạ? Chiên áp mình sẽ cho dầu nhá. Cái này là một cái động tác rất đơn giản mà không đáng kể để mà tính tiền này. Nút nhấn mà bị các bạn bị hỏng này thì mình sẽ hỗ trợ thay cho các bạn nhé, không phát sinh phí. Và trung tần mấy cái này chỉnh này thì mình có máy hiện sóng, mình sẽ đo, mình chỉnh cho các bạn. Mặc dù là các bạn chỉ cần thay mỗi chân pin của cái tay này thôi, thay hai đôi chân pin của tay thì mình tháo tay ra mình sửa, thì trong khi đó mình sẽ thử âm thanh. Nếu mà mình cảm thấy cái chất âm của cái máy của cái đầu thu này đang có vấn đề,
thì mình sẽ xử lý luôn trên cái đầu thu cho các bạn luôn. Và nếu mà phải thay linh kiện, ví dụ là thay 1-2 con thì mình không tính, nhưng mà nếu mà thay ví dụ lên tụ này lên đến 20 mấy con như cái bộ, một cái bộ xua UX8-9-10 loại trơn hay bị thay ấy, thì mình lúc đấy mình sẽ trao đổi thêm. Thì lúc ấy các bạn quyết định thay thì mình sẽ thay các bạn nhau đó. Còn nếu mà không có vấn đề gì thì mình cứ thế mình điều chỉnh cho nó tốt nhất có thể cho các bạn. Đó, âm thanh ra hai cân nhau rồi thì mình sẽ khả năng mình sẽ không sờ vào chiếc áp nữa. Chiếc áp này đang chỉnh cũng cân nhau rồi, chỉnh cân nhau rồi. Tất nhiên là không phải ở giữa, nó tầm 1 giờ các bạn ạ. Tầm 1 giờ nhưng mà thế nó cũng không sao, không vấn đề gì. Rồi, máy này vẫn còn tháng 1 năm 2018. Rồi, mình thử lại âm thanh phát nữa nào. Sau đây thì mình thử cả rắc canông luôn các bạn ạ. Thử cả rắc canông nữa. Nào, lên âm thanh nào. Nhà công tắc ra đấy, các bạn thấy nó êm ru. Alo, 567-8910. Alo, 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 567-8910. Tuyệt vời ông mặt trời, tiếng nó hay chất lư này. Đây, mình rút rác, mình phải bấm công tắc để chứ là chập. Mình có một cái công tắc là nó chập mát với lửa dương này với nhau để làm sao để khi chúng ta rút nó không bị hỏng loa. Mình chết hai đôi loa tép chỉ vì cái tội mà rút chưa tắt công tắc đã rút. Rồi, lên này. Alo, 567. Đó, Canon nó bé hơn là đúng rồi. Nào, mình truyền Canon rắc sang bên này. Canon nó sẽ bé hơn 6 ly là đương nhiên rồi. Nào, bên này. Alo, 67-8910. Rồi, ok nha các bạn nha. Vậy là bạn máy các bạn này ok rồi, không có cái gì ghê gớm cả. Thay mỗi một con MOSFET thôi. MOSFET chân kênh P các bạn ạ. Alo. Mình chập coi vào xem coi của bạn này có bị lắp ngược coi không nhá. Tức là khi mà ngược coi mà chúng ta chập như này thì mình nói là nó mất tiếng đi. Còn nếu mà hàn đúng dương âm thì chập vào như này, như kiểu các bạn để ở trên bục đại biểu ấy. Mà các bạn lắp cùng mic này mà nếu mà bị ngược coi thì nó sẽ hút mic đi và tiếng nó sẽ bị bé. Còn nếu mà nó cùng chiều dương âm thì nó sẽ cộng hưởng và tiếng nó sẽ to lên. Alo, 4567. Đó, vậy là tiếng rất là to. Còn nếu mà nó ngược phát là các bạn alo, nó gần như là các bạn nói trực tiếp, nó cái mic lọ nó hút mic kia các bạn nhá. Ok, vậy là bộ này không có gì là quá là ghê gớm. Rồi, để cho video đỡ dài dòng văn tự thì mình xin kết thúc video ở đây thôi. Đó, bộ này đơn giản. Nào, mình để lại dấu chân ở đây nào. Rồi, ok. Vậy là thôi, mình đi đóng máy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào đồ điện Dũng Ngân. Trân trọng cảm ơn các bạn.